Khóa. Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kvlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình trở lại cái chỗ mà cái cây cổ thụ cây to này, nên mình nhốt hang quỷ. Hôm nay mình đến đây mình cũng muốn như là kêu gọi hai phong quỷ này ra để mình nói chuyện. Không phải là cái gì hết, mình cũng thôi bây giờ mình sẽ đến đó mình lập bằng cúng cả nhà, còn mình làm cái gì cả nhà sẽ biết. Thank you.
Hôm nay tôi đến đây tôi triệu hồi hai ông ra. Tôi chỉ muốn nói với mấy ông vài lời thôi. Có lẽ là cái bông quỷ lưng gù, tôi đặt ông đó là lưng gù. Ông đó đánh lén tôi một lần, và lần thứ hai tôi bắt được, nhưng mà ông đó ông có thể ông phá được cái phong ấn. Xém chút xíu nữa là tôi đã bắt được nữa rồi. Nhưng tôi cứ nghĩ là hai ông đã được giải cứu rồi. Nói thật ra vậy là cái bông kia cũng chưa đủ sức để mà cứu hai ông ra khỏi cái thân cây này. Cũng vì tôi nhận xét được là mấy ông quá nguy hiểm, quá tàn ác, hại biết bao nhiêu vong linh. Thì tôi nghĩ tới là tôi sẽ bắt mấy ông nhốt vào hồ lô và để từ từ hồn sẽ tan dần theo mây khói và sẽ tan thành nước ở trong hồ. Nhốt hai ông vô đó từ từ sẽ tan thành nước luôn. Khi nào cái bình tôi nó được đầy nước, có thể là mấy ông đã tan thành nước, không còn gì nữa. Mấy ông phải có một cái sự trừng phạt cho mấy ông. Tôi sẽ thông tâm nói chuyện với hai ông một chút. Tôi muốn hỏi vài điều thôi. Lần trước tôi hỏi cái ông quỷ tai to mà lần đầu tiên tôi bắt được, ông nói hai ông cũng chỉ là những con quỷ ở cấp bậc thứ hai thôi, và ông đó cũng là ngang cấp với nhau. Đồng thời ba ông bị tôi bắt hết, nhưng còn lại một cái cấp bậc cao hơn nữa. Ông quỷ tai to ông nói như vậy có đúng không? Thôi được rồi, ông quỷ lưng gù ông đến nữa.
Ông quỷ lân gù là cấp bậc thứ hai hay là cấp bậc thứ nhất? Ông có phải là quỷ chúa hay không? Nếu như ổng không phải là cấp bậc quỷ chúa, tại sao ổng có cái linh lực rất là mạnh như vậy? Tôi không có ngại ổng mà tôi chỉ ngại ổng quýnh láng luôn thôi. Phá ông, cái ông thì bằng cứng là mới được. Ui da, trời thật. Cái nhà chỗ này mà nó mở được lâu quá nha, cái ông quỷ lưng cùng ổng cứ liên tục quýnh lén mình. Lần sau mình sẽ đến mình cái nhà chờ mình nha, hy vọng là lần sau mình sẽ hoàn thành cái và mình xin kết thúc video nha các bạn.